Cháu bác nha. Cây nhỉ, cái dòng này mưa phát đầy nước luôn nhỉ. Cây rau tốt. Nay lại đến thăm cái mô hình quần thể này các bác. Hiện giờ đang là tầm 8 giờ sáng. Nay thời tiết có nắng nữa mà quay hơi bị ngược sáng các bác. Cái mô hình này thì vừa bán chim non cách đây 2 hôm các bác. Giá cả chim đợt này nói chung là bấp bênh. Ông chủ cho biết ông bán cái lưới trước thì được 80, cái nứa vừa rồi được có 74.000 một đôi các bác. Chim lại xuống giá. Nói chung là suốt từ đầu năm giờ đi trải nghiệm cái mô hình nuôi chim chưa thấy là chuồng nào chia sẻ là nãy rồi. Từ đầu năm giờ toàn có nỗ hỏa gốc rồi các bạn. Còn mấy con này chắc cánh ngắn rồi, hôm chưa bắt rồi. Đây, chim non này. Ở cái mô hình này thì chim bố mẹ đang trong cái thời kỳ sinh sản sung các bạn. Chim bố mẹ nó mới sinh sản được năm nay năm thứ 2 các bạn nhá. Sinh sản đều lắm, con đẹp. Mỗi tội là giá lại rẻ quá. Có nhiều bác hỏi vào cái mô hình như thế này thì chuột nó có cắn chim không? Thì có các bác nhá. Nhưng mà cái mô hình này nhà ông chủ ông có mấy con chó nó biết săn chuột. Tối nào cũng phải săn đấy các bạn. Nói chung là có săn chó săn nó đỡ các bạn. Đỡ được khoảng 80%. Còn đâu thi thoảng vẫn bị chuột nó bắt mất chim non quá. Những con này chắc là vừa đặt hôm qua. Mẹ nó bón dẻo no be luôn. Nhưng mà để mà quản lý chuột thì em thấy không phải nhà anh có chó săn thôi nhé. Thì những cái mô hình khác chẳng hạn như những cái mô hình công nghiệp ấy, thì phần lớn em thấy đánh bả quá. Đánh bả bằng khoai lang luôn. Nói chung là thấy những cái mô hình của họ là cũng không có chuột va chạm lắm. Đây thực tế như đuôi này đã bị con gì cắn chết này. Con này khả năng cũng là chuột này. Con này chết cho phải tầm 2 ngày này. Đấy, thủng bẫy cánh nha. Nói chung là cái tỷ lệ thất tác không thể tránh được các bạn. Đây là thời tiết là hôm nay nắng ráo, mấy hôm trước là mưa gió ẩm thấp lắm thôi nha. Nên vào chuồng cũng ẩm lắm. Những cái ngày thời tiết nó mưa gió ẩm thấp này, thấy các mô hình này chủ yếu nó phòng bệnh bằng kháng sinh các bạn. Kháng sinh dành cho gà quá ấy. Em thấy phần lớn thì mô hình nào cũng phải phòng bệnh bằng kháng sinh, nhưng phòng theo định kỳ quá. Tầm có nhà thì 10 ngày một lần, có nhà thì lại 15 ngày, có nhà thì 7 ngày. Nhưng vào những cái ngày mưa gió này có thể người ta phòng 2-3 hôm liền các bạn, để tránh đi ỉa. Thuốc phòng thì toàn bộ bằng kháng sinh hết các bạn, kháng sinh dành cho gà. Đây những cái tổ còn một con này khả năng thất thoát mất một này. Đa phần những cái tổ còn một con là bị thất thoát một con các bác nhé. Cũng nhiều lắm, từ nãy đến giờ thấy 3-4 tổ là có một con rồi. Đấy, nuôi cái kiểu này nó cứ thích đẻ cho nào đẻ cho đấy. Có những đuôi là làm tổ đẻ ngay trên cái lóc này. Nó ít đẻ trên cái chỗ tổ đẻ nên lắm các bạn. Chủ yếu đẻ trên đất. Có đuôi này, mấy đuôi này đẻ trên nóc. Chủ yếu là thấy đẻ dưới đất ấy. Quần thể tự do hay được cái là khỏe chim. Đây là cái tổ này cho bố mẹ tự ấp này. Thấy lở được mỗi con này. Quả này chắc ung rồi mà. Soi thật rồi máy này. Trong lắm, có tí đen đen này. Quả này là hỏng rồi. Thì con kia chắc phải lở được 2-3 cái hôm rồi đấy. Đợt này thấy chim rẻ, những cái mô hình nhỏ lẻ như thế này muốn thanh lý nhiều lắm các bạn. Có bác nào có nhu cầu thu mua thì để lại bình luận, em cho số liên lạc để các bác thu mua giao dịch. Còn về cái giá cả như thế nào thì các bác liên lạc trực tiếp để mà thương lượng các bác nhé. Đây này, như những cái đôi chim bố mẹ này quá đạt tiêu chuẩn luôn, đẹp long lanh luôn các bạn. Cái lúc nhỏ này phần lớn là thế, con to này thường là con đực các bạn. Con này nhỏ hơn, con 10, con 8. Để mà ra ngoài sân thì quay cho bác xem chim bố mẹ nhá. Bãi trong này là dành cho chim ăn uống. Hôm nay là trời mưa gió quá. Trong cái xó này cũng mấy đuôi làm tổ đẻ luôn trong này quá. Này con cũng sắp chuẩn bị được bán rồi.